À, xin chào mọi người. hôm nay xin phép được giới thiệu đến mọi người một bộ ấm chén men dạng bọc đồng được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. À, các bạn có thể nhìn thấy một cái bộ ấm chén men dạng vẽ hình ảnh uh, trúc lâm thất hiền. Và sản phẩm đã được bọc đồng vàng ở trên viền miệng của ấm và chén. À, sản phẩm thì có sử dụng cái quai đồng, có sử dụng cái quai đồng. Cái ấm của sản phẩm này dung tích của nó sẽ rơi vào tầm độ 520 ml nước, khá là to nhé Cái ấm khá là to đây Các bạn có thể nhìn thấy cái dòng men dạng giả cổ này thì chúng ta có thể uh, vừa sử dụng để uống trà mà vừa sử dụng để trưng bày tại những cái tủ chè hoặc những cái không gian uh, trong căn phòng của chúng ta để giúp cho không gian của chúng ta trở nên hoài cổ hơn. Sản phẩm thì được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Một bộ bao gồm một ấm 6 chén 7 đĩa và các bạn có thể mua thêm chén và đĩa thoải mái đối với cái sản phẩm ấm chén bọc đồng thì nhiều bạn sẽ thắc mắc là cái đồng của nó sẽ có bị xỉn không thì uh, xin thưa với mọi người là cái đồng thì chắc chắn là sau này nó sẽ xỉn và chúng ta sẽ phải đánh thường xuyên thì nó lại sáng lại các bạn có thể nhìn thấy cái tư thế mình rót nước cái nắp không di chuyển quá nhiều mọi người có thể xem thêm nhiều video nữa tại youtube là kênh gốm sứ bát tràng